Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Zaki, tiếng Ý, Lightyear là một bộ phim khiêu dâm năm 1983 của Ý do Tito Brass làm đạo diễn. Lấy bối cảnh ở Venice dưới chế độ phát xít vào những tháng đầu năm 1940, bộ phim kể về giáo sư nghệ thuật đã nghỉ hưu Nino Rota và người vợ trẻ Teresa đang vật lộn với cuộc hôn nhân sau 20 năm bên nhau. Tuyệt vọng trước niềm đam mê suy yếu, Nino ghi lại những suy nghĩ đang quay cuồng vào một cuốn nhật ký công phu với hy vọng thoát khỏi những ràng buộc và ức chế, trong khi Teresa trải qua một lần thức tỉnh tình dục muộn màng với chồng sắp cưới của con gái mình. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Frank Finlay, Stefania Sandelli, Franco Brancaleone và Barbara Carpati. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Bộ phim xoay quanh Nino Rota, một người đàn ông trung niên đang khao khát giữ lấy người vợ gợi cảm Teresa của mình. Người dường như không quan tâm đến tình dục của anh ta, vì anh ta không thể thỏa mãn cô ấy. Tuyệt vọng khi không thể khơi dậy được người vợ Teresa xinh đẹp nhưng đầy ức chế của mình, Nino đã ghi lại tình yêu của mình dành cho cô ấy và sự thất vọng của mình trong một cuốn nhật ký mà anh ấy khóa trong bàn, với hy vọng rằng Teresa sẽ sớm tìm thấy và đọc nó. Trong đó, Nino khuyến khích Teresa hãy tự giải thoát khỏi nỗi đau buồn của cô ấy. Nhưng Nino cũng không biết rằng Teresa cũng bắt đầu ghi nhật ký về cảm xúc của mình, mà cô ấy chắc chắn rằng Nino cũng có thể tìm thấy. Nino đã đưa ra một giải pháp hoàn hảo cho cuộc hôn nhân ốm yếu của mình bằng cách để Teresa gặp gỡ một người đàn ông khác. Một người trẻ hơn nhiều so với thời điểm đó, lấp đầy Nino với sự ghen tuông đến mức thực sự kích thích ham muốn tình dục của chính anh ấy đối với vợ mình. Vì vậy, anh ta lên kế hoạch chụp hình Teresa trong tư thế khiêu dâm khi cô ấy đang ngủ và đưa những bức ảnh đó cho chồng sắp cưới của con gái ông ta là Laszlo để phát triển. Ý tưởng là Laszlo và Teresa sẽ bắt đầu ngoại tình. Điều này là do cả Nino và Teresa đều ghi lại những tâm tư và ham muốn của mình vào nhật ký. Cả hai đều đã đọc nhật ký của nhau và biết những tưởng tượng của nhau, và Nino tình cờ bị kích thích bởi việc người đàn ông khác ham muốn vợ mình. Laszlo cũng bắt đầu chụp những bức ảnh khiêu khích của Teresa, nhưng khi vị hôn thê của anh ta phát hiện ra, Lisa trách móc mẹ cô, nhưng vẫn đồng lõa, bằng cách không cắt đứt với Laszlo. Trong khi Nino theo dõi mối quan hệ mới quen của vợ mình bằng cách đọc nhật ký của cô ấy, vì vậy một mạng lưới các mối quan hệ tội lỗi được hình thành, được ghi lại trong nhật ký bí mật và các bức ảnh. Nó kết thúc khi Teresa được giải phóng nhờ những chuyến phiêu lưu hoang dã của cô với Laszlo, và cũng có vẻ mang lại niềm vui cho Nino. Nỗ lực khiến anh ta đột quỵ, và câu chuyện kết thúc bằng đám tang của anh ta được tổ chức vào ngày Ý tham chiến. Đây là bộ phim lớn đầu tiên của Brass kể từ sau khi nhận được tín dụng nhiếp ảnh gia chính của ông cho Caligula. Zaki thực sự là một bộ phim thú vị, cảm giác kỳ cục là rõ ràng, diễn xuất rất tốt cho một bộ phim kiểu này. Các cảnh trong Zaki không bao giờ khiến khán giả cảm thấy bẩn thỉu hoặc khiêu dâm. Thay vào đó, chúng chứa đầy cảm xúc và nghệ thuật. Một phương tiện kể lại câu chuyện về một cặp vợ chồng cố gắng bằng mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Bộ phim rất khác với tài liệu gốc của nó, cuốn tiểu thuyết Nhật Bản Kagi của Junichiro Tajinaki. Khía cạnh khó khăn nhất liên quan đến thực tế là điều này được chuyển từ quê hương Nhật Bản của nhà văn Junichiro Tajinaki sang một vân y mùa đông. Toàn bộ khái niệm về một cặp vợ chồng mỗi người giữ một cuốn nhật ký tình dục như một cách để truyền đạt hy vọng và mong muốn của họ không phải là cách làm thường thấy ở người Ý. Dàn diễn viên đã thể hiện rất tuyệt vời trong bộ phim này. Sự hiện diện của nam diễn viên người Anh Frank Finlay là một bất ngờ trong bộ phim. Ông đã thể hiện rất tốt vai Nino quá phấn khích, người mong muốn khơi dậy đam mê cho cuộc hôn nhân của mình và đưa ra những bước đi trước cho người vợ của mình đi lạc. Franco Brancaleone là một sự hiện diện vui vẻ, bất chấp bản chất ướt át của nhân vật của anh ấy, một chàng trai trẻ quyến rũ. Stefania Sandelli là một phụ nữ tuyệt đẹp, với thân hình đầy đặn, không giống như những cô nàng gầy gò mà nhiều đạo diễn khác yêu thích. Xuất hiện ở đầu phim với hình ảnh quý phái của một bà nội trợ trung niên, nhưng ở phần sau, cô lại ăn vận như một cô gái trẻ thời thượng, làm tôi nhận tưởng rằng có hai người khác nhau.
Màn trình diễn thoạt đầu của cô ấy có vẻ hơi kém, nhưng khi cốt truyện mở ra, cô ấy dường như đã thể hiện nó một cách hoàn hảo cho nhân vật. Cuối cùng là Barbara Cappati, một người đẹp quyến rũ và nổi bật, người thủ vai Lisa, nạn nhân duy nhất trong bộ phim. Người tình của cô đã bị mẹ đẻ của mình chộp lấy. Có bao nhiêu người con gái sẽ chịu đựng điều đó? Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.